Đội cảnh sát hình sự công an quận Cẩm lệ thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành truy xét và làm rõ đối tượng Trần Công Thẩm, 20 tuổi, trú tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, là thủ phạm gây ra vụ trộm đột nhập vào kho vật tư trên địa bàn phường Khê Trung trong một thời gian dài. Cuối tháng 9, công an quận Cẩm lệ nhận tin trình báo của một chủ kho hàng về việc bị mất trộm số lượng lớn tài sản và vật tư dùng cho thi công các hạng mục công trình viễn thông nên tập trung lực lượng truy tìm. Thời điểm bị mất trộm lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp. Kho hàng không có người trông coi, chủ kho hàng cũng không biết bị mất lúc nào, khiến cho việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an quận đã xác định được Trần Công Thẩm tạm trú tại quận Sơn Trà và tiến hành mời làm việc. Qua đấu tranh, Thẩm thừa nhận đã nhiều lần đến khu vực kho để nhận vật tư nên biết rõ sơ hở và nảy sinh ý định trộm cắp. Từ đầu tháng 6 đến thời điểm bị phát hiện, Thẩm thuê xe tải nhiều lần đột nhập để lấy trộm vật tư trong kho đem đi bán, lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Tổng giá trị tài sản trộm cắp được lên đến hơn 40 triệu đồng. Được biết, thẩm từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, nay lại tiếp tục tái phạm